Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc, Chủ nhật, ngày 20 tháng 11 năm 2022. Giải 7, các vé tận cùng mang số 5, 2, 3, 3, 6, 1, 2, 4. Giải 6, các vé tận cùng mang số 8, 2, 0, 9, 4, 4, 0, 3, 7. Giải 5, các vé tận cùng mang số 8409, 7739, 0074, 9074, 0573, 6822. Giải 4, các vé tận cùng mang số 2018, 8532, 3564, 2072. Giải 3, các vé tận cùng mang số 53876, 08026, 67336, 03704, 43408, 16903. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 88570, 42720. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 74803. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 80770. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 12GL, 13GL, 1GL, 3GL, 4GL, 6GL. Kênh xổ số ba miền, kết quả xổ số hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật kết quả xổ số mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người sẽ được thần tài gõ cửa trong một ngày gần nhất. Mến chào và hẹn gặp lại!